Cái lý do vì sao mình khuyên bà con không nên sử dụng cái tính năng theo dõi chuyển động ở trên dòng camera UC hai mắt này, bà con thấy không? Nãy giờ mình quơ cái tay qua quơ lại, nó không hề có mà di chuyển theo để mà bật kéo nó lên được. Mình thấy đấy, ở video trước mình nhắc á, là nó sẽ bị cắm cái đầu xuống như thế, nó cắm luôn, không hề trả lại nha. Mà chúng ta phải bắt buộc phải chỉnh tay. Nó bù lại nó có một cái con mắt ở trên này nè, thì có chuyện gì thì nó sẽ vẫn còn giữ được hình ảnh, còn cắm xuống đất vậy là thua rồi đó. Mà con thấy khi mà cắm xuống đất thì nó sẽ ra xảy ra cái hiện tượng như thế này nha. Còn bây giờ tiếp theo là mình sẽ tua lại để chúng ta xem toàn bộ từ bây giờ về sau đều là cái hình ảnh xem lại thôi. Cái đoạn này nãy mình leo lên mình quay nó nè. Còn cái này là 16 giờ 38 phút, bà con nhìn cái góc giờ, cái độ nhạy sáng của nó không tốt nên nó bị ra trắng đen nha. Cái hình ảnh này là hình ảnh đang xem lại. Thì mình kéo về cái ban ngày luôn, chúng ta xem cái hình ảnh ban ngày. Mà con nhìn vô cái góc giờ nha, mà con thấy là 13 giờ 30 phút nè. Có nghĩa là nó cắm từ lúc 13 giờ mấy là nó cắm đầu xuống đất tới giờ luôn và nó không hề quay lên. Mình sẽ tua thêm nữa coi, nó đã cắm cái mắt này xuống đất bao nhiêu lâu rồi. 8 giờ 40 phút nè, đây, nó không hề trả lại nha, từ sáng tới giờ luôn, mình cũng không để ý cái vấn đề này luôn. Và bà con thấy đấy, đây là cái hình ảnh xem lại trên UC. Ngày mai mình sẽ làm cái video là vừa của xem lại trên Exhibit luôn, em mua mình chưa có gắn lên cho bằng so sánh theo ý của bạn kia. Ở đây mình chỉ làm mà tiếp thị liên kết và làm review xong, nên và không có bán hàng online nên mình cũng chẳng có việc gì mà phải ngại cái vấn đề mà không dám đăng lên, không đăng lên như thế đó. Bình thường ở mình quay video mình ít bao giờ mà gắn cái thẻ nhớ vô lắm, tại cái mẫu UC này là mình muốn test là cái thẻ 32GB nó lưu trữ được bao nhiêu ngày nên mình mới gắn cái thẻ vô để xem. Bây giờ mình mới gắn cái thẻ vô cho cái mẫu Exhibit thì ngày mai mình mới có cái video lưu lại trên Exhibit và IMU, rồi ngày mai mình sẽ làm cái video đó. Chứ mình chẳng có gì phải sợ cả, đâu có bán hàng hay gì đâu, có nào tốt thì đưa ra tốt, nào xấu nó xấu, cái nào hay chia sẻ cho bà con có nhu cầu thì bà con mua thôi. Rồi bà con còn thắc mắc gì nữa thì hãy đặt câu hỏi lại trong phần bình luận, nhớ follow mình để biết thêm nhiều thông tin.